Công số anh chị là ra khơi nhưng mà các anh chị không có ra quyết định. Ví dụ như cái anh chị này là cái anh chị nói rằng là cái có một số anh chị á, hồi là Diễm có nói chuyện với một chị mà Diễm hết hồn luôn. Hỏi cái gì? Đây, tự nhiên cái chị hỏi mình cái bức tranh tài chính 30 ngày. Bức tranh tài chính 6 tháng 30 ngày với là chị làm một cái bản tầm nhìn. Xong rồi Diễm mới hỏi chị là cái bản tầm nhìn này của chị là cho đến năm chị bao nhiêu tuổi? Chị ấy nói rằng là chị nghĩ là chắc là chị sống tới tầm khoảng 50 mấy tuổi à em. Trời, mình nghe xong cái là mình trợn mắt như thế này, hả? Cái gì? Chị ra quyết định chị sống 50 mấy tuổi rồi hả? À, đúng rồi. Diễm nghe xong cái là mình không biết nói gì luôn. Không biết nói gì luôn cái chị. Sau đó là Diễm phải chỉnh lại tư duy cho chị ấy. Chỉnh lại cho chị ấy những cái suy nghĩ, chỉ là cho chị ấy những cái niềm tin à, và sau đó kêu chị ấy ra quyết định lại. Ôi dồi ôi, cái chịu ra quyết định sao là đúng cái chay như vậy đó, cái chị ra quyết định sao là đúng cái chay như vậy đó. Cái chị có ra quyết định cái chị sống tới 100 tuổi chưa? Khi mà cái chị ra quyết định cái chị sống tới 100 tuổi á, là tự nhiên khi mà cái chị thật sự khao khát nha, cái chị sống tới 100 tuổi nhưng mà mình phải sống một cái cuộc đời giàu có, thành công, khỏe mạnh, hạnh phúc, và mình trao giá trị à, giúp đỡ cho cộng đồng, không những giúp đỡ chính mình, cho gia đình của mình, và giúp đỡ cộng đồng. Nếu mà các anh chị ra quyết định như vậy thì các anh chị sẽ có cuộc sống như vậy. Và nếu mà các anh chị khao khát như một cái cuộc sống như vậy á, à, thì vũ trụ sẽ giúp cho các anh chị có một cái con đường để các anh chị thực hiện điều đó. Còn nếu như mà các anh chị không có ra quyết định á, thì vũ trụ đâu cho che cho các anh chị câu trả lời được. Nên là Diễm biết chắc luôn, đó là tất cả các anh chị ở đây đang có mặt trong buổi Zoom của Diễm ngày hôm nay, hoặc là các anh chị đang xem trên Facebook, đang xem trên YouTube gì đó. Nếu mà các anh chị xem về cái video này thì Diễm bảo đảm với các anh chị là các anh chị đã từng ra quyết định. Không? Là mình sống thiệt là thọ tới trên 100 tuổi, các anh chị có cuộc sống thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc thì các anh chị mới có mặt trong buổi Zoom này. Đúng không ạ? Có bao nhiêu số các anh chị đã từng nghĩ tới cuộc sống của mình là như vậy đâu, các chị comment tôi ạ. Tại vì nếu như mà các chị không có đâu quyết định cái điều đó thì sáng ngày hôm nay các chị không có mặt trong Zoom này, các chị đang bận ngủ rồi. Sáng ngày hôm nay các chị có mặt trong cái Zoom này có nghĩa là vũ trụ đang nói các chị, cho các chị một câu trả lời á. Nhưng mà quan trọng là các chị có nắm bắt hay không nữa nè. Bây giờ hôm nay là vũ trụ kết nối các chị ngồi đây, các chị xem được cái video này, là vũ trụ đang cho cái chị câu trả lời mà cái chị đang tìm kiếm. Nhưng mà quan trọng là anh chị đã nắm bắt thôi. Ha, nên là cái chìa khóa đầu tiên ở đây đó là tinh thần của các anh chị. Và Diễm rất là thích cái điều này nè các anh chị. Cái sự kiên nhẫn, tốt bụng, thiện ý, nhún nhường, bình an, hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc là những cái thuộc tính và phẩm chất vốn chẳng bao giờ bị thời gian bào mòn, gọi là trường tồn theo thời gian á, đúng không ạ? Có đấy, cái những cái gọi là những cái trạng thái tinh thần đó là những trạng thái tinh thần có thể gọi là trường tồn theo thời gian. À, nếu là các anh chị là một người vui vẻ, các anh chị hạnh phúc, các anh chị lạc quan, à, các anh chị có sự kiên nhẫn, các anh chị tốt bụng ha, và những cái yếu tố tinh thần nè, sự kiên nhẫn, ân cần, tình yêu, thiện ý, niềm vui, hạnh phúc, sự khôn ngoan và thấu hiểu là những phẩm chất trường tồn vĩnh cửu. Nên là hãy nuôi dưỡng chúng, biểu lộ chúng và giữ mãi cái sự trẻ trung trong tinh thần và thể xác. Cái điều này là trường tồn, cái điều này không ai lấy được của các chị trừ khi các chị cho phép. Đúng không ạ? Những cái trạng thái tinh thần này nè, đó là những trạng thái tinh thần nó sẽ giúp cho các anh chị vừa khỏe mạnh, vừa hạnh phúc, vừa giàu có, sống một cuộc đời hạnh phúc. Sẽ không ai lấy được của các anh chị nếu như các anh chị cho phép. Chẳng hạn như niềm vui của các anh chị, các anh chị đang vui vẻ, đang hạnh phúc, có một ai đó tới và nói một vài câu gì đó ghẹo các anh chị, làm cho các anh chị không vui, các anh chị có quyền không đón nhận mà. Các anh chị, nếu mà các anh chị cho phép thì nó mới bị lấy đi thôi. Còn nếu mà các anh chị không có cho phép thì không ai có thể lấy đi những cái trạng thái cảm xúc tinh thần này của mình hết. Và những cái trạng thái cảm xúc tinh thần này nó là trường tồn vĩnh cửu và nó sẽ giúp nuôi dưỡng cho các anh chị. Đây tác giả nói nè, các chị hãy nuôi dưỡng những cái phẩm chất trên, tại vì chúng sẽ biểu lộ chúng và sẽ mãi giữ
được cái sự trẻ trung trong tinh thần và thể xác luôn. Ha, nên là hiện tại là anh chị nào ở đây, các anh chị đang có những cái niềm tin không đang chưa được tích cực về cái sức khỏe của mình, về cái tuổi của mình, thì bây giờ chúng ta thay đổi lại. À, và có bao nhiêu số các anh chị ở đây ha, đã quyết định rằng ngay bây giờ, ngay lúc này cho đến về sau, các anh chị sẽ luôn luôn giữ được cái sự trẻ trung trong tinh thần và thể xác của mình. Comment tôi cũng thấy ạ. Nếu mà như vậy thì các anh chị cần phải thay đổi lại những cái niềm tin mới.